Hình như bố mẹ về. Bố mẹ về rồi đây. Bố mẹ về rồi, có quà cho con không ạ? À? Có nhé, quả là. Có thanh kiếm ở kia kìa, bố mẹ chạy đi. Bố mau báo cảnh sát đi. Sẽ giết các ngươi. Cút đi. Có lẽ đó là những con robot trên báo. Chúng tôi là cảnh sát đến để tiêu diệt những con robot đó đây. À, vậy là người không biết ta có khả năng trúng đạn sao? Chết tiệt, hắn phản đạn sang người bố và mẹ rồi. Người mau vào sơ cứu cho gia đình đó đi để ta chiến đấu. Mau lên. Đội trưởng, điểm yếu của hắn là ở công tắc bật tắt của hắn. Bây giờ tôi đi đây. Bây giờ bố sẽ ra ngoài kiếm lương thực. Không được, việc đó rất nguy hiểm. Hay để con đi cùng. Không được, chúng ta hãy cố gắng cầm cự đến khi quân đội đến đi. Không, anh sẽ đi. Nếu không chúng ta sẽ chết đói. Không được là không được, ra ngoài đó rất nguy hiểm, anh không thể đi. Mặc kệ, anh sẽ đi. 2 ngày sau. Đã 2 ngày rồi mà bố của con vẫn chưa về. Mẹ nghĩ chúng ta cần phải đi kiếm đồ ăn thôi. Vâng. Để con cầm theo khẩu súng. Lại gặp những tên đó rồi. Để mẹ. Ta sẽ giết các người.
Mẹ, ta sẽ giết tất cả các người. Chạy đi con trai. Cậu bé ấy đã tiêu diệt được rất nhiều những con robot, nhưng rồi đến một ngày cậu bé ấy đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi dì cậu bé thấy tay mình gắn liền với một khẩu súng. Thì ra là bọn robot. Tại sao mình lại có khẩu súng này chứ? Ta sẽ giết người. Khoan đã cậu bé, chúng tôi là con người được cải tạo thành robot để chống lại bọn robot kia. Cậu thử nhìn xem ta với bọn chúng có giống nhau không? Được, ta tạm tin các người. Nhưng nếu các người lừa ta, ta sẽ giết sạch các người.